đi săn bằng PCP nữa, chuyển sang ná nha. Uống một ngày trải nghiệm ná xem như nào, xem hôm nay có được thành quả gì không. Gặp ná thủ à, bắn con chim đớp người không à, con bé tí này mà bắn à. Coi để mình mang cái náo biết theo à. Đi mười mấy cây số không được con nào lại đây gặp ná thủ bắn chim bay lớn à. Nè, ná thủ nhí. Yeah, đất vừa lưng bạc không? Này mấy ông chơi chim cảnh sót ruột lắm. Đẹp ghê à. Bắn được 2 con. Ghê. Súng hơi làm sao bắn được vậy? PCP làm sao bắn được mấy con chim gà này? Chỉ có cái này thôi. Hút mật nè, đốt người lên đỏ nè. Con này bắn mấy con này nó chơi chim cảnh sót á. Nó thử lý rồi. Quá ghê. Đây mình bắn được 6 con.